Hello, xin chào các bạn. Mới đây thì một trang YouTube về công nghệ của Ý có tên là HD Blog đã đăng tải một đoạn video mở hộp chiếc Samsung Galaxy S21 FE, một chiếc điện thoại flagship với giá cả phải chăng đến từ nhà Samsung. Video này thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là chiếc Samsung Galaxy S21 FE này nó có những điểm gì nổi trội các bạn nha. Galaxy S21 FE sẽ có ngoại hình tương tự như là dòng Galaxy S21. Tuy nhiên thì nó sẽ có đôi chút khác biệt ở phần thiết kế. Khi mà cụm camera thì đã được làm liền mặt với phần mặt lưng luôn, thay vì là module rời giống như dòng Galaxy S21 trước đây. Và mặt lưng của nó thì sẽ được làm từ nhựa thay vì là làm bằng kính như là dòng Galaxy S21. Thiết kế này thì nó làm mình gợi nhớ đến dòng Galaxy A năm nay của Samsung, mà tiêu biểu là hai chiếc điện thoại Galaxy A52 và Galaxy A72. Còn về những tùy chọn màu sắc thì Galaxy S21 FE sẽ có 4 màu để cho người dùng lựa chọn, đó chính là đen, trắng, tím và xanh rêu. Những màu sắc này thì nó tương đối đa dạng và phù hợp với những sở thích của các bạn trẻ. Máy sẽ có một cụm 3 camera và nó sẽ được làm tiệp màu với phần mặt lưng luôn. Trong đó thì camera chính và camera góc siêu rộng sẽ có cùng độ phân giải là 12 megapixel, còn camera tele thì nó sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Camera trước của Galaxy S21 FE sẽ có độ phân giải là 32 megapixel. Samsung Galaxy S21 FE được trang bị một màn hình nút ruồi Infinity O với kích thước khá lớn 6,4 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus. Sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120Hz nên những hình ảnh cho ra từ màn hình này thì nó sẽ rất là tươi tắn, màu sắc rực rỡ và sống động hơn so với những màn hình khác ở trong cùng phân khúc. Đặc biệt thì với tần số quét 120Hz nó sẽ giúp những chuyển động ở trên màn hình khi mà các bạn rê, cuộn, vuốt thì nó sẽ mượt mà hơn nữa. Bên cạnh đó thì máy sẽ còn hỗ trợ cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình, giúp các bạn sẽ mở khóa nhanh hơn, nhất là trong thời gian dịch bệnh như thế này thì việc mở khóa bằng gương mặt thì nó hầu như là nó sẽ bị vô hiệu hóa rồi, bởi vì chúng ta sẽ thường xuyên đeo khẩu trang. Máy sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 888 hỗ trợ kết nối 5G cùng với hai tùy chọn bộ nhớ 6GB 128GB ROM và 8GB 256GB ROM. Điện thoại sẽ không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng, khá là đáng tiếc. Tất nhiên thì sức mạnh của con chip Snapdragon 888 nó sẽ hoàn toàn lép vế so với bộ 3 Galaxy S22 tích hợp con chip Snapdragon 8 Gen 1 và nó sẽ trình làng vào cuối tháng 2 năm sau. Ngoài ra thì chiếc Galaxy S21 FE nó sẽ còn tích hợp thêm nhiều công nghệ khác, ví dụ như đó chính là khả năng chống nước đạt chuẩn IP68, pin 4500mAh và hỗ trợ sạc nhanh 25W, đi cùng với công nghệ sạc không dây 15W và sạc ngược. Máy bán ra sẽ không kèm theo củ sạc và tai nghe mà chúng ta sẽ chỉ được tặng duy nhất một cọng cáp C mà thôi. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì Galaxy S21 FE sẽ được bán ra sớm nhất vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 tại một số thị trường nhất định ở trên thế giới và ngày công bố chính thức của nó sẽ là ngày 4 tháng 1 trước đó. Thêm vào đó thì Galaxy S21 FE sẽ có mức giá là $699, tương đương với mức giá khoảng là 16 triệu đồng tại thị trường Việt Nam cho tùy chọn tiêu chuẩn. Phiên bản RAM 8GB và ROM 256GB sẽ đắt thêm khoảng $50-70. Mức giá này thì nó sẽ có thể cạnh tranh tốt với chiếc Samsung Galaxy S20 FE hiện tại với mức giá khoảng là 13,49 triệu đồng. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 FE này thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!